Cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 vừa được Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tổ chức. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ có 3 điểm thi với hơn 2.500 thí sinh dự thi. Còn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn thị xã có 3 điểm thi với 1.610 thí sinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các kỳ thi tại thị xã Phú Mỹ cơ bản hoàn tất. Các đơn vị đã xây dựng phương án, phân công cụ thể cho từng thành viên tham gia hỗ trợ tiếp sức kỳ thi, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và nơi ăn ở cho đội ngũ cán bộ coi thi.